Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Minh Anh tỉnh lại, đau đớn chấp nhận thân phận Mỹ Anh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Với sự bao che của bà Nga cộng với sự thông đồng của bác sĩ, người phẫu thuật thẩm mỹ tái tạo gương mặt cho hai chị em, cùng với khả năng diễn xuất của mình, Mỹ Anh thành công lừa trời dối đất qua mặt tất cả mọi người. Vì tính cách của cô nàng khác một trời một vực với Minh Anh, có những lúc cô nàng để lộ sơ hở, nhưng rồi cô rất khéo léo lôi vụ tai nạn ra để làm bình phong, di chứng để lại nặng nề để đập tan nghi ngờ của Hải Đăng. Và đương nhiên, một đám cưới hoành tráng, ấm cúng cho sự chúc phúc của tất cả mọi người nhanh chóng được diễn ra. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đám cưới thì phép màu đã diễn ra tại bệnh viện, Minh Anh đã động đậy được ngón tay, đây là những bước đầu cho thấy cô đã từ cõi chết trở về. Nhanh chóng bác sĩ đang liên lạc với gia đình bà Nga để thông báo tin mừng. Nhận được lời nhắn từ bác sĩ, bà Nga cảm thấy đầy cảm xúc ở trong người. Bà mừng vì cả hai đứa con gái của mình đã tỉnh lại, nhưng tim lại nhói lên, và lo lắng khi thân phận của Minh Anh đã bị Mỹ Anh đánh cắp. Giờ bà phải giải thích chuyện này với Minh Anh như thế nào đây? Mỹ Anh và bà Nga sau đó vào phòng bệnh của Minh Anh, lúc này họ thấy Minh Anh chưa hoàn toàn tỉnh lại nên đã nói về chuyện thay đổi gương mặt. Mỹ Anh bắt đầu run bần bật và khóc với bà Nga, giờ con phải làm sao đây mẹ ơi, gương mặt con đã đổi khác. Nếu chị tỉnh lại thì còn mặt mũi nào để con sống nữa. Bà Nga ôm Mỹ Anh vào lòng và khóc, con an tâm, chị con rất thương con và hiếu thảo với mẹ. Mẹ sẽ nhận hết mọi âm mưu là do mẹ bày ra. Mẹ sẽ xin chị con tha thứ cho con, Mỹ Anh à. Mỹ Anh nói với mẹ, giờ chỉ còn một điều hy vọng duy nhất, đó là chị mất trí nhớ thôi mẹ ạ. Câu chuyện của hai mẹ con bà Nga vô tình Minh Anh đã nghe được hết. Cô còn yếu nên chưa thể mở mắt, cử động. Nhưng cô có thể nghe hết mọi thứ và nước mắt Minh Anh bắt đầu tuôn rơi. Cô biết được chuyện Mỹ Anh đã thay đổi gương mặt của mình, và đã hẹn ngày để cử hành hôn lễ với Hải Đăng. Mọi chuyện đã rồi, Minh Anh nằm trên giường bệnh đau đớn suy nghĩ. Nếu cô nói ra sự thật, hay làm lớn chuyện lên thì gia đình cô và Mỹ Anh không còn mặt mũi nào nữa. Minh Anh sau nhiều lần đấu tranh với chính bản thân, cô quyết định giả vờ mất hết trí nhớ, chấp nhận sống với cái tên mới của cô em gái Mỹ Anh. Nếu Hải Đăng và Mỹ Anh đang hạnh phúc như vậy, thì cô cũng mãn nguyện. Cô tự nhủ tất cả đã là sự an bài. Cô đau đớn nhớ lại khoảng thời gian hai người từng vui vẻ, mặn nồng bên nhau. Nhớ tới những lời thề non hẹn biển của cả hai. Nhưng dù sao cô đã mất anh 2 năm trước, nên xem như đây là định mệnh để một lần nữa cả hai không thể đến được bên nhau. Cô tự động viên người yêu sẽ tìm lại được, còn gia đình chỉ là duy nhất. Giờ đây cả hai đứa con của bà Nga đóng hai vai diễn khác nhau. Tất cả đều đóng tổ vai diễn để qua mặt tất cả mọi người. Mỹ Anh đóng vai ngoan hiền, yêu thương Hải Đăng, con dâu hiếu thảo. Minh Anh lại giả ngu ngơ khờ khạo của một cô gái mất hết trí nhớ. Việc cô giả vờ mất trí thành công, qua mặt tất cả mọi người. Cuộc sống tiếp theo của hai chị em trong thân phận mới sẽ thay đổi ra sao? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.